Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật giáo từ nhiều đời và tôi có một niềm tin rất lớn vào Phật Pháp. Tôi không tin vào thiên đường, địa ngục, đấng tạo hóa hay chúa cứu thế, mà tôi tin vào thuyết linh hồi của Phật giáo. Thuyết tiến hóa của Darwin là loài người tiến lên từ khỉ và vũ trụ này được tạo ra bởi Big Bang, không có đấng tạo hóa. Từ lâu gia đình tôi cũng có rất là nhiều thành kiến với người đạo tinh lành, bởi vì dưới mắt chúng tôi, người đạo tinh lành lúc nào cũng dụ đạo người khác, lúc nào cũng cho đạo mình là số một, còn đạo người khác chẳng là gì cả nên tôi cũng rất là khó chịu và không muốn gần gũi họ. À, mỗi ngày tôi đều tụng kinh niệm Phật và tôi sống một đời sống giữ gìn ngũ giới giống như là Phật dạy và đối với tôi à, Phật giáo lúc đó là một đạo từ bi nhất và thích hợp nhất cho loài người. Nhưng rồi năm 2003 thì tôi lại lập gia đình với uh, người con gái đạo tinh lành nhưng tôi không đổi đạo, không làm đám cưới trong nhà thờ mà cũng không cho vợ tôi đi nhà thờ nữa, tôi bắt vợ tôi phải đi chùa với tôi trong suốt 3 năm rưỡi đầu sống và đi chùa thì à, vợ tôi luôn cấu gắt khó chịu và thiếu tình yêu thương nên sau khi sinh đứa con đầu lòng năm 2006 thì vợ tôi nói vợ tôi cần phải đi nhà thờ trở lại à, tôi giận dữ rất lớn hai vợ chồng gây gỗ và suýt dẫn đến ly dị nhưng rồi nghĩ tới con tôi còn nhỏ và tôi thấy vợ tôi cũng có những thay đổi à, rất là tích cực là yêu thương hơn nhẹ nhàng hơn mềm mại hơn thành ra tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận nhưng chúng tôi đạo ai nấy giữ rồi từ đó mỗi chủ nhật là vợ chồng tôi lại gây gỗ bởi vì tôi thì muốn dắt gia đình đi đâu đó chơi vợ tôi thì phải dành thời giờ đi nhà thờ và nhiều khi vợ tôi còn dắt con đi nữa thành ra mà tôi lại muốn giữ con ở nhà thành ra tới chủ nhật hai vợ chồng mỗi người nắm một tay một đứa con tôi thì kéo ở nhà vợ tôi thì kéo đi nhà thờ thì đứa nhỏ rất là tội là nó không biết nó phải đi theo ai thì tôi không có cái thói quen đi chùa vào chủ nhật nhưng mà mỗi lần mà dằn nhau như vậy là vợ tôi đi nhà thờ là tôi dắt con tôi đi chùa cho bỏ ghét rồi vợ tôi cũng có um, nhờ các um, mục sư thầy truyền đạo rồi bạn bè chống chúa tới nói chuyện giảng đạo với tôi nhưng tôi đều từ chối hết và tôi nghe được chừng hai ba tiếng chúa là tôi đứng dậy bởi vì tôi không chịu được và tôi thấy những người tin lành họ cuồng tín quá không còn bị tẩy não hết rồi không còn hiểu được gì về đạo người khác để mà thấy cái hay cái đẹp nữa thành ra tôi cứ bỏ hết tôi không nghe thì tới năm 2009 thì vợ tôi đi nhà, nhà thờ Hội Thánh Cộng đồng San Jose Và mời tôi đi một nhóm nhỏ Thì tôi cũng đến với tất cả những sự nghi ngờ, những sự dè dặt Nhưng rồi tôi thấy cái nhóm này rất là lạ, là khác những nhóm mà tôi gặp trước Họ chơi với tôi rất là chân tình, không có dụ đạo gì tôi cả Mà cũng không nói xấu đạo của tôi Nên tôi cũng thấy um, uh, vui hơn và tôi tới thường xuyên hơn Nhưng rồi trong suốt 3 năm sau đó thì chúng tôi uh, đi du lịch cùng với nhau làm từ thiện với nhau và uh, chúng tôi thân thiết nhau hơn thì tới năm 2012 tôi bắt đầu bước vào nhà thờ lần đầu tiên để nghe giảng thì mục sư giảng xong thì cũng hỏi tôi là uh, có thấy bài giảng hay không thì tôi nói uh, dạ thì thấy cũng hay nhưng mà cũng không có gì hay hơn phật giáo mà của em đã biết bởi vì cũng vậy làm lành tránh dữ mà thôi chỉ có cái khác đó là mấy người tin lành thì tin rằng uh, có đấng tạo hóa và chúa giêsu là con của đức chúa trời còn uh, em không tin điều đó em không tin là có đấng tạo hóa, còn Chúa Giêsu đối với em như là một người thầy uh, mà vĩ đại mà em phải kính giống như kính một vị Phật nhưng mà không phải là con của Đức Chúa trời. Thì tôi cũng có thử đọc kinh thánh à, vài lần thì tôi thấy là uh, tân ước thì có nhiều chuyện hoang đường như Chúa Giêsu cho người mù sáng mắt cho người què đi được. Tôi cười tôi nói 2 ngàn năm trước người ta khờ mới mới bị dụ như vậy chứ bây giờ khoa học kỹ thuật thời này mà ai mà tin mấy chuyện này? Rồi là tôi lật qua cựu ước và tôi đọc thì tôi thấy là um, Chúa bảo Chúa Xuê là vào thành nào phải giết sạch thành đó già trẻ lớn bé thì tôi nói Chúa nhưng mà ác quá thì tôi lại không thích và tôi bỏ cuốn kinh thánh vào bên tôi không đọc nữa à, nhưng rồi tới khoảng cuối năm 2014 thì tôi đi nhà thờ mà tôi thấy khó chịu lắm bởi vì ở trên này các anh chị em thì cứ múa nhảy giơ tay lên Chúa ơi mà tôi nhìn tôi nói có Chúa không mà tại sao nhảy giống như là có Chúa vậy thì tôi thấy rất là khó chịu và tôi nói là phải có, phải thay đổi một điều gì đó bởi vì tôi không thể nào đến nhà thờ mà không tin mà cứ nhìn thấy mọi người cứ thờ phượng khó chịu lắm còn mà nếu không nếu mà tôi tin thì tôi phải tin thì tôi hòa với họ để tôi hát còn không thì tôi đừng đến nhà thờ chứ tôi đến mất thì giờ mà cũng không thích thì lúc đầu tôi tính bỏ nhưng rồi tôi nghĩ nếu mà tôi bỏ rồi các anh chị em trong chúa đến lại đem kinh thánh tới nói chuyện với tôi thì tôi không biết phải sao nói thì tôi mới nói thật sự tôi cũng chưa đọc kinh thánh qua một lần có đọc mà đọc chút 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 rồi bỏ thì tôi mới quyết định là trước khi tôi bỏ tôi sẽ dành ra nguyên một năm 2015 để tôi đọc lời Chúa Và tôi không cần biết khó hay dễ tôi cứ đọc từ trang đầu tới trang cuối đọc tân ước rồi tới cựu ước Và tôi sẽ không cần biết là tôi có hiểu hay không hiểu cứ đọc hết Để rồi nếu mà sau một năm mà tôi không tin thì tôi sẽ bỏ không có đi nhà thờ nữa Và không bao giờ bước chân vào trong nhà thờ tin lành nào nữa Thì tôi quyết định và tôi dành ra bắt đầu là tôi sẽ đọc thì trước khi tôi đọc, tôi cũng mở kinh thánh và tôi cầu nguyện. Thì tôi nói, chú ơi, con là một người ngoại đạo, con chưa tin Chúa. Và con cũng là một người khó tin. Nhưng con không phải là một đứa ngu, ngu ngốc. Nếu mà Chúa có thật, xin Chúa hãy bày tỏ. Bằng cách nhận lời cầu nguyện của con, hoặc là làm phép lạ trên cuộc đời của con. Cho con thấy thì con sẽ tin ngay. Và đúng như trong ma thưa đằng 7, có 7 có chép hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Tôi vừa đọc Kinh Thánh được khoảng 3 tuần thì phép lạ đã xảy ra. Ngày 24 tháng Giêng 2015, tôi set alarm thường thường là mỗi ngày tôi dậy 7 giờ sáng. Nhưng ngày hôm đó từ 5 giờ sáng tôi thức dậy. Và nó tôi nằm đó nước mắt cứ chảy ra hai bên khóe và tôi không ngủ được. Thì tôi thấy hình ảnh của tôi um, lập gia đình với một người con gái đạo tinh lành năm 2003. Rồi 2006 vợ tôi đòi đi nhà thờ hai vợ chồng gây gỗ. Rồi 2009 vợ tôi giới thiệu tôi với một nhóm nhỏ. Rồi 2012 tôi bước chân vào nhà thờ và 2015 tôi bắt đầu mở kinh thánh và tôi đọc. Thì tôi ngầm tôi nói, ủa tại sao nếu đây là những cái ký ức của tôi thì tại sao bao nhiêu năm tôi đi chùa không thấy? Bao nhiêu lần tôi chơi với mọi mẹ Phật giáo không thấy mà tại sao chỉ toàn những gì liên quan tới tinh lành mà thôi. Nhưng mà tôi, lúc đó tôi lại nghĩ chắc mình ảo tưởng mệt mỏi nên tôi cũng không thèm để ý và tôi bỏ qua. Nhưng rồi ngày hôm sau tôi lại thức giấc lúc 5 giờ sáng, nước mắt lại nằm đó, nước mắt cứ chảy ra khóc. Và thức phim ngày hôm qua lại quay lại y như vậy Mà cái này rất chậm Và tôi nghe trong đầu tôi rằng Tất cả những điều này không có điều nào là ngẫu nhiên và tình cờ Tôi thức dậy và người nó cứ rung Mà nước mắt cứ chảy Và cảm giác rất là lạ Tôi chưa bao giờ cảm nhận như vậy Thì từ hôm đó là chủ nhật tôi vào nhà thờ Thì tôi ngồi, tôi còn nhớ tôi ngồi hàng dưới Và các anh chị em trên này cũng hát thờ phượng như bình thường Mấy lần trước thì tôi cười Tôi nói mấy người này họ có bị khùng điên gì mà nhảy mà hát nhưng mà ngày hôm đó thì tôi lại đứng ở dưới Mà khóc như một đứa trẻ Không ngừng được Và các anh chị em xung quanh tôi rất là nhiều phụ nữ Mà họ cứ đưa giấy tôi Tôi tậm chậm nước mắt tôi mắc cỡ lắm Nhưng mà tôi cứ nói trong lòng là ngưng ngưng mà không ngừng được Thì họ nói là Thánh Linh đụng tôi rồi Tôi thì không muốn tin vào điều đó Nhưng mà nếu tôi không tin vào Thánh Linh Thì tôi không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra với tôi Còn nếu tôi tin là Thánh Linh đụng chạm tôi Thì tôi phải xem lại hết tất cả nền tảng Phật giáo mà tôi đã từng tin bởi vì trong nền tảng đó không có chỗ nào dành cho đức thánh linh hết và tôi không muốn làm điều đó tôi rất là sợ nên sau khi vào nhóm xong thì vào nhà ăn tôi có kể lại cho anh Ân Điển là một người trưởng lão trong hội thánh của tôi thì anh nghe xong thì anh nói là à, chúa đã đụng chạm hoàng rồi bây giờ hoàng có muốn đọc theo anh tin nhận chúa hay không cầu nguyện theo anh thì tôi đi nhà thờ cũng mấy năm tôi biết thế nào là cầu nguyện bình thường và thế nào là cầu nguyện tin Chúa và tôi biết là tôi bắt đầu bước qua một cái ngưỡng và tôi không muốn bước qua và tôi thực sự tôi chỉ muốn là trong phòng kính tôi với Chúa là Chúa hay con tin Chúa còn đối với mọi người tôi vẫn là một phật tử bởi vì hội thánh nó đã biết tôi cũng xa năm sáu năm và biết tôi không có tin Chúa tôi không muốn hôm nay được thay đổi nên tôi chỉ nói như vậy rồi anh chỉ cầu nguyện cho tôi chúc phước bình thường rồi tôi ra về thì tôi không có nuối tiếc mà cũng không suy nghĩ về về chuyện đó. Sáng hôm sau 26 tháng Giêng, tôi thức giấc lúc 6 giờ sáng và nước mắt lại chảy ra. Ngày hôm nay là ngày thứ ba tôi bị như vậy thành ra tôi bật cái đèn ở đầu giường tôi tính chỉ cho vợ tôi. Và tôi bước đứng dậy tính đi vào nhà vệ sinh thì tôi vừa đứng dậy thì trong đầu của tôi quay lại cái cảnh anh điển ngồi ngay đó hỏi tôi là Chúa đụng chạm em rồi, bây giờ hoàng có muốn cầu nguyện theo anh tin nhận Chúa hay không? Và tôi nói, và khoan, để cho em suy nghĩ xem đây có phải là ảo giác đây có phải thực sự đến từ chúa hay không thì tôi vừa nói tới đó thì thức phim ngừng lại và tôi nghe một tiếng phán từ ngoài và hỏi là why là tại sao tôi choáng phán với vẻ đầu óc tôi lúc đó đang trống rỗng đang buồn ngủ chưa có không suy nghĩ gì thì tôi nhìn lên trời thì tôi lại nghe tiếp là why not tại sao không thì lúc này người tôi rung bừng bật lên và tôi nói vợ tôi He put thoughts in my head bởi vì là Chúa bỏ suy nghĩ vào trong đầu của tôi Bởi vì tôi biết quá rõ là tôi không phải, đó không phải là suy nghĩ của tôi Thì tôi vừa nói xong tôi lại nghe tiếp là Why didn't you do it? Tại sao ngươi không chịu làm? Thì cái này tôi đứng không vững nữa tôi hét lên He put thoughts in my head và tôi ngã xuống giường tôi khóc nức nở Vợ tôi chỉ biết ôm tôi và cảm tạ Chúa cho tôi thấy Ngài. Rồi Chúa nói, ngươi phải lên nhà của anh Điển cho anh cầu nguyện và ngươi đọc theo tin nhận ta. Lúc đó tôi nói, Chúa ơi, nhà ảnh ở trên Fremont cách nhà con 25 mai, còn nhà mục sư cách có mấy mai gần con hơn, con có thể tới mục sư được không? Nhưng Chúa nói không, ngươi đã từ chối anh cái cơ hội đó, thì phải chính anh là người làm điều đó, chứ không được ai khác. Tôi quá khiếp sợ bởi vì tôi chưa định thần là đã có một người nào đó đáng nói được vào thẳng vào trong đầu của tôi, mà giờ này còn cho tôi những chỉ dẫn một cách rõ ràng, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn còn À, không biết là mình có bị điên hay không Tôi vẫn nghĩ là không biết là mình có tự suy nghĩ và tự trả lời hay không Nên tôi phải quyết định phải thử một lần nữa Tôi nói là bây giờ tôi nghĩ ra một câu hỏi mà trong tâm của tôi tôi biết câu trả lời của tôi sẽ là yes Thì tôi vừa đặt câu hỏi đó lên thì câu trả lời tôi nhận trở lại là no và lời giải thích Hoàn toàn khác với những gì mà tôi có thể nghĩ ra Thì tôi biết rõ quá rõ và tôi ngồi bật dậy tôi giơ hai tay lên trời tôi nói chú ơi Con đầu hàng chúa con không thể kiểm soát được suy nghĩ của con nữa rồi con tin Chúa, con tin Chúa, bây giờ Chúa muốn con làm gì, con cũng sẽ làm. Thì Chúa nói với tôi là ngươi phải lên gặp tất cả các anh chị em nhóm nhỏ, khoảng hai chục người, kể cho họ hết tất cả những gì đã xảy ra và xin nhận đức tin của mình trước mặt họ. Tôi nói Chúa ơi, con không làm được đâu Chúa, con mắc cỡ lắm Chúa, cho con giữ chút thể diện, con đã không có, con không có muốn nhận mình là là tin là tin Chúa với những anh chị em này, nhưng Chúa muốn tôi làm điều đó. Và Chúa hứa nếu tôi chịu làm thì Chúa sẽ bless, Chúa sẽ chúc phước. Thì tôi nhìn thấy cuộc đời mình thật sự tan vỡ trước mặt Chúa. Tôi không có điều gì giấu được Ngài nữa. Bởi vì tôi thật sự muốn sống là một người sống hai mặt. Ở bên trong thì tin Chúa, ở ngoài là Phật tử. Nhưng mà Chúa không muốn tôi làm điều đó. vì Chúa nói rằng nếu ngươi không nhận ta trước mặt mọi người thì ta sẽ không nhận ngươi trước mặt cha của ta. Và tôi đã chấp nhận làm điều đó. Ngày hôm đó tôi tối hôm đó tôi đã lên nhà của anh Điển để cho anh cầu nguyện và tôi tin nhận Chúa. Thì uh, ngày hôm sau tôi lại thức giấc lúc 4 giờ sáng nhưng mà nước mắt không chảy ra. Thì tôi nằm đó tôi nói vậy là Chúa đến với tôi ba ngày cho tôi tin Chúa rồi thôi. Thì nửa tiếng sau tôi lại thấy nước mắt lại chảy ra và tôi nằm đó tôi nói Chúa ơi, con đã là con cái của Chúa rồi bây giờ Chúa muốn con làm gì? Thì tôi không nghe À, không nghe từ Chúa nói nhưng tôi nhìn thấy là tôi đứng ở trên trên cái bục giảng của hội thánh của tôi và tôi làm chứng giống như ngày hôm nay cho khoảng 150 người và một sư làm bắt tem cho tôi. Tôi hoảng hốt tôi nói Chúa ơi, con không làm đâu Chúa, con mới có tin Chúa có hai ngày mà tôi mới có một ngày mà con đọc kinh thánh mới có ba tuần con biết gì mà con đứng lên đây con nói, con không nói đâu Chúa ơi. Con vừa mới tin nhận chứ hai người Bây giờ chú còn muốn con tin nhận chứ Tới quà, toàn hội thánh Thì tôi không nghe câu trả lời mà tôi nhìn thấy là cái đầu tôi được mở ra và có người đổ từng xô chữ vào trong đầu. Và tôi thấy chữ nó cứ chạy trong đầu rất là nóng, cái đầu tôi nóng bừng lên và chữ chạy rất là nhiều. Thì ngày hôm đó tôi ngồi vậy và tôi bắt đầu viết bài làm chứng của mình và tôi có đăng lên báo và đăng trên Internet và có đăng trên One Way Media. Thì ngày hôm sau là ngày 28 tháng Giêng là cái ngày mà tôi cho là quan trọng nhất trong suốt một tuần tôi gặp Chúa. Bởi vì ngày hôm nay là cái ngày mà Chúa À, thay đổi Chúa cho tôi tái sanh hoàn toàn và dạy cho tôi tất cả những, những rất là nhiều điều mà tôi không thể nào chiêm nghiệm ra được. Cũng giống như trong Führer, Chúa làm phép lạ trong Luca đoạn 5, Chúa làm phép lạ đánh cá cho một người đánh cá. Thì ngày hôm nay Chúa làm phép lạ lập trình cho một người kỹ sư phần mềm như tôi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của tôi trong thân thể một con robot bước ra một một chỗ sáng. Một bàn tay thò lên đầu tôi, ấn vào và tôi tắt điện hoàn toàn. Và con robot tắt điện và chết ngắm và tôi thấy bàn tay đó lốt vào trong đầu tôi một chương trình mới với những chức năng mới và bật tôi trở lại và tôi lại nhảy nhót đi ra và tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì thì lời Chúa đến nói rằng con nói riêng và loài người nói chung đối với ta chỉ như con robot này đối với con mà thôi dù cho con robot này nó có làm được có có thông minh đến đâu đi nữa nó cũng không thể nào thông minh đến người tạo ra nó và dù cho con robot này có làm được những chuyện lớn lao như lên sao hỏa hay lên mặt trăng đi nữa, thì những gì nó làm được cũng không nằm ngoài cái chương trình mà ta đã lốt vào trong đầu nó. Tôi là người chuyên môn viết ra những dòng cốt mà tôi bỏ vào trong một cái máy và bật lên nó có thể chạy được. Để làm được điều đó tôi phải hiểu rất rõ là tôi phải bỏ những cái dòng cốt của tôi vào chỗ nào thì nó mới có thể chạy được. Không phải bỏ bất cứ nơi đâu nó cũng chạy được. Điều đó đòi hỏi tôi phải hiểu rất rõ về cái máy của tôi chú có thể bỏ suy nghĩ vào trong đầu của tôi ngoài sự kiểm soát của tôi, chú có thể bật cho tôi chết đi và sống lại chỉ bằng một động tác bật tắt rất là đơn giản. điều đó đòi hỏi chú phải hiểu rất rõ về con người của tôi. tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể nào tiến hóa lên từ khỉ được mà chính chúa phải tạo dựng ra tôi. và khi tôi nhận được điều đó thì tôi cảm thấy là cuộc đời mình được quá nhiều phước hạnh. bởi vì nếu chúa tắt tôi đi mà chúa không bật tôi trở lại thì vợ tôi và mẹ tôi cũng đem chôn của tôi và cũng xong một kiếp người. Nhưng Chúa đã quá yêu thương tôi, Chúa đã lốt vào trong đầu tôi một chương trình mới và bật cho tôi sống trở lại. Chúa đã cứu mạng sống của tôi từ thấy thần chết để cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Đây là cuộc đời thứ hai mà Chúa đã cho tôi. Vậy tôi còn ngại ngùng gì nữa, tôi còn sợ gì nữa mà tôi không dấn chọn cuộc đời của mình để tôi hầu việc Chúa là đấng cứu chuộc của tôi. Và tôi đã tìm thấy mục đích sống cho quãng đời còn lại của mình. Và tôi tiếp tục nằm đó tôi hỏi Chúa ơi Kinh Thánh có thật không Chúa Sao con đọc con không tin được Có quá nhiều chuyện hoang đường Thì tôi lại không nghe câu trả lời Mà tôi thấy Chúa cho tôi một hình ảnh nữa Là một cây thước học trò Khoảng 12 inch treo lơ lửng giữa trời Tôi chưa hiểu Chúa muốn nói gì Thì lời của Chúa đến nói rằng Kiến thức mấy ngàn năm loài người của con Chỉ dài bằng cây thước này mà thôi Còn quyền năng của ta hơn cả vũ trụ làm sao con có thể dùng cái thước nhỏ nhoi này để con đo cái bầu trời này báo lớn cũng vậy làm sao con có thể dùng kiến thức hữu hạn của loài người để con đo quyền năng vô hạn của Thượng Đế. Và cái kiến thức bốn mươi mấy năm làm người của con so với cây thước này chưa bằng một hạt bụi. Mà con dám dùng kiến thức đó để con nói rằng kinh thánh hoang đường là không có thật. Wow, tôi chẳng nhận ra rằng tôi đã quá ngạo mạn Tôi không ngạo mạn với loài người mà tôi ngạo mạn với Thượng Đế. Tôi tưởng tôi giỏi lắm. Tôi tưởng tôi biết hết tất cả mọi thứ là khoa vũ trụ này được tạo ra bởi bức bên con người tiến lên từ khỉ không có đấng tạo hóa nhưng giờ đây tôi đang đối diện với một cái đấng nắm giữ sống chết của tôi thì tôi mới hiểu rằng tôi chẳng biết gì cả và khoa học này còn quá nhiều điều huyền bí chưa chứng minh được mà chỉ có thể gọi là phép lạ mà thôi tôi đã gớm ghê sự sự ngạo mạn của mình và tôi đã khóc và xin Chúa tha tội cho tôi và Chúa nói lời kinh thánh là lời hàng sống vì con không hiểu được lời hết lời của Chúa là bởi vì đầu óc con quá nhỏ để con có thể hiểu hết lời của Ta và khi nào Ta muốn con hiểu được tới đâu Ta sẽ mở đầu óc cho con cho con hiểu được tới đó và ngay lập tức Chúa hiểu, mở đầu óc cho tôi để tôi hiểu được rằng việc Chúa gọi laser sống dậy không còn hoang đường nữa bởi vì chẳng phải Chúa vừa mới gọi tôi từ cõi chết về cõi sống ngay trước mặt tôi đó sao và việc Chúa cho người mù sáng mắt cho người què đi được cũng không còn hoang đường nữa bởi vì nếu mà tôi giống như cái phone này tôi là người tạo dựng ra nó Tôi có đầy đủ đồ nghề và đầy đủ đồ phụ tùng. Nếu cái mặt kiến bể tôi thay, rất dễ dàng. Cái camera hư tôi thay, rất là dễ dàng. Thì nếu tôi tin rằng Chúa là người tạo dựng ra tôi, thì vì cái chân tôi gãy hay có mắt tôi mù, Chúa có thể thay một cách rất là dễ dàng. Chỉ trừ khi tôi tin rằng tôi tiến hóa lên từ khỉ, thì điều đó mới là hoang đường mà thôi. Và tôi cảm tạ Chúa về ân điển của Ngài trên cuộc đời của tôi. Bởi vì có quá nhiều, rất là nhiều người họ phải trải qua những sự đau khổ tột cùng. Thì họ mới tìm được đến Chúa mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con. Còn tôi vẫn còn vợ, con, nhà, cửa, sức khỏe mà tôi được thấy Ngài. Tôi cảm tạ ân điển của Chúa. Và suốt bao nhiêu năm qua các anh chị em trong Chúa luôn luôn khuyến khích tôi tin nhận Ngài. Nhưng tôi đều từ chối hết. Bởi vì tôi không thấy đạo Chúa có gì hay hơn Phật giáo của tôi. Nhưng qua một tuần tôi gặp Chúa thì tôi đã tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân mình. Đó chính là Đức Chúa Trời là có thật. Chúa Giêsu cũng có thật. Và Đức Thánh Linh cũng có thật và hiện hữu quanh đây. Và cái, chính cái quyền năng biến đổi đời sống, biến đổi con người, gần như là ngay tức thời mà Đức Thánh Linh đã làm trên cuộc đời của tôi. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất mà tôi tìm thấy ở đạo Chúa. Và đó chính là lý do mà sao tôi đã quay đầu tin nhận Ngài. Và từ khi tôi tin nhận Chúa thì cuộc đời của tôi được thay đổi hoàn toàn. Và tâm linh của tôi được đổi mới, tôi thực sự được tái sanh. Và giống như Chúa nói, những ai ở trong Chúa thì nấy được dựng nên mới. Từ một người chỉ nó nghe được chừng hai ba chữ Chúa là tôi phải đứng dậy. Thì bây giờ tôi có thể nói chuyện Chúa cả ngày mà không biết mệt mỏi. Và trong tất cả những nắng đề trong đời sống, thay vì tôi lo lắng, thì bây giờ tôi lại dùng lời cầu nguyện nài sinh và tạ ơn tôi dâng lên cho Chúa. Và tôi tìm thấy được sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của tôi. Và trong những lúc hiểm nguy, có thể nguy hiểm tới tính mạng, thì thấy vì ngày xưa tôi rất là sợ chết. Thì giờ đây tôi không còn sợ chết nữa Bởi vì tôi đã biết Ai là đứng nắm giữ sống chết của tôi Đúng ra tôi đã chết rồi Nhưng Chúa đã cho tôi cuộc đời thứ hai này Thì tôi phó thác cuộc đời còn lại này vào tay Chúa Khi nào Chúa muốn còn cho tôi sống đấy Thì tôi học việc Ngài Chừng nào Chúa mang tôi về Thì tôi về một đấng yêu thương Một đấng thương, một, một, một cha thiên thượng từ ái mà thương yêu tôi Và đó là một cảm giác tuyệt vời Mà tôi chưa tìm thấy được ở đâu bao giờ và vì sao đó là tôi hiểu được tại sao ông Paul, ông Paulo, ông đã viết trong Philip đoạn 3 câu 8 rằng tôi xem hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Jesus Christ là quý hơn hết. Và ông nói là tôi thật sự tôi xem tất cả mọi sự là rơm rác hầu được biết đến Christ và tôi hiểu được tại sao ông nói được điều đó. Và qua kinh nghiệm gặp Chúa của tôi thì tôi cũng muốn nhắn nhủ với tất cả các anh chị em trong Chúa rằng đấng mà chúng ta tôn thờ là một đấng rất thật một đấng đầy quyền năng và đấng hay làm phép lạ. Nếu tất cả các anh chị em có những cái năng đề trong đời sống, nào mà cầu nguyện, Chúa sẽ trả lời. Hay là nếu có những uh, người vợ, người chồng cũng chưa tin Chúa, mà cũng cứng lòng giống như tôi, thì tôi xin các anh chị em hãy tiếp tục bám chặt vào Chúa, tiếp tục bền đổ cầu nguyện. Đúng trong thời điểm của ngài, Chúa sẽ trả lời và Chúa có thể làm được hơn cả tất cả những gì mà tất cả các anh chị em dám suy tưởng và cầu xin. Và với tất cả những uh, quý vị nào, chưa đặng niềm tin nơi Chúa thì tôi xin khẳng định rằng thật sự có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương cả bạn và tôi. Và Ngài cũng biết rằng tất cả chúng ta không ai là hoàn hảo cả và không ai có thể bước vào nước thiên đàng gần đến với Ngài bằng chính cái công đức của mình hay bằng chính sự thánh khiết của mình nên Ngài đã mang con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ đã xuống thế gian để chết trên thập tự giá cho tội lỗi của bạn và tôi. Để những ai tin Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chính tôi nghe điều này rất nhiều nhưng ngày xưa tôi đã không tin nhận cho đến ngày Chúa đụng chạm tôi. Nên tôi biết ngày hôm nay trong số các anh, các anh chị em sẽ có một số người nghi ngờ và chưa tin vào những lời gì tôi nói. Điều đó cũng không sao. Quý vị không cần phải tin tôi, nhưng quý vị cần phải tin Chúa. Chúa nói rằng trong Khải Huyền đặng 3 câu 20, Chúa có nói này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào ăn tối cùng nhảy ta với người và người với ta. Chúa đang đứng bên ngoài cửa và gõ tôi xin khuyến khích các bạn hãy mở cửa lòng mình ra với chúa hãy chạy đến với ngài bằng tất cả những sự nghi ngờ tất cả những sự vô tín của mình hãy đem đến với chúa và xin chúa hãy bày tỏ tôi tin chắc rằng khi bạn đến với chúa bằng tất cả tâm thần và tất cả những sự tìm kiếm thì ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho quý vị. Để rồi cho quý vị thấy được rằng Chúa Giêsu chính là đường đi, là chân lý, là sự sống. Để rồi chính các bạn cũng sẽ được khóc lên vì súng sướng giống như tôi. Khi biết được Ngài và đón nhận một món quà thiên thượng là sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Nguyện xin Chúa ban phước đại tràng trên gia đình quý vị. Amen.